Bạn đã quá chán với những bài học trong sách giáo khoa và áp lực từ thầy cô. Bạn muốn học toán một cách vui vẻ, dễ hiểu, dễ nhớ với cái giọng đầy củ chuối này. Hãy đăng ký kênh của Chơi Toán để học toán mà như đi chơi và khám phá những bí mật có 102 của toán học. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn giải đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông môn toán năm 2022. Đề thi được diễn ra vào ngày 4 tháng 3 và ngày 5 tháng 3 năm 2022. Đầu tiên là bài 1. 1 là một bài dãy số rất thường gặp trong những đề thi học sinh giỏi quốc gia môn toán, nhưng lại ít gặp trong những kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Để làm được bài dãy số thì các bạn đặc biệt chú ý vào những định ý sau đây. Những định ý liên quan đến giới hạn, hữu hạn của hàm số. Thứ nhất là tính chất thứ nhất, nếu dãy số UN là dãy tăng, tức là cứ số hạng đằng sau nó sẽ lớn hơn số hạng đằng trước. Cụ thể là UN cộng 1 sẽ lớn hơn UN với một n. Cụ thể các bạn phải thấy là dãy này dãy tăng và bị chẵn trên. Chẵn trên tức là u tất cả các số hạng của dãy này luôn nhỏ hơn một cái giá trị nào đó hữu hạn. U n phải nhỏ hơn hoặc bằng nhỏ hơn a với một n thì dãy u n sẽ có giới hạn hữu hạn. Đương nhiên cái giới hạn này sẽ nhỏ hơn a. Tương tự mình sẽ có một tính chất khi mà u là giảm và bị chặn dưới, mình sẽ không ghi ở đây. Tiếp theo là nếu u là tăng nhưng lại không bị chặn trên, thì lim UN giới hạn của dãy số này sẽ là dương vô cùng. Không bị chặn trên tức là không thể tồn tại một cái a nào đấy để thỏa mãn cái điều này. Không có một số a nào có thể chặn được cái dãy này cả, thì chắc chắn là dãy này sẽ tiến đến dương vô cùng. Tương tự như vậy nếu mình UN chặn dưới. Tuy nhiên thì bài này là một dãy dương nên mình sẽ không đề cập đến trường hợp đấy. Vậy mình sẽ trình bày câu này như sau. Ý a nhỏ với a bằng 0 ta có dãy UN được xác định là U1 bằng 6 và UN cộng 1 bằng 2 cộng với căn của UN cộng 4 với mọi n lớn bằng 1. Thì các bạn có thể nhẩm một vài số hạng đầu tiên để xem cái dãy UN này là dãy tăng hay dãy giảm, sau đó chúng ta trình bày. Đấy. Thì ví dụ U1 bằng 6, U2 sẽ bằng 2 cộng với căn 10. U3 sẽ là 2 cộng với căn của 6 cộng căn 10. 2 cộng căn 10 thì chắc chắn là nhỏ hơn 6 rồi. Nên khả năng dãy này sẽ là dãy giảm. Ta sẽ chứng minh dãy này dãy giảm như sau. Xét UN cộng 1 trừ UN sẽ bằng 2 lần 2 cộng với căn của UN cộng 4 trừ đi UN. Thì các bạn nháp sang bên cạnh, các bạn sẽ thấy là nếu mà muốn chứng minh được UN là dãy giảm ấy, thì các bạn phải chứng minh được căn của UN cộng 4 nhỏ hơn UN trừ 2. Điều này mình chứng minh UN lớn hơn 2. Nhưng mà rõ ràng là mình có cái đấy bởi vì là tất cả các dãy UN, số hạng UN đều lớn hơn 2 rồi. Thứ hai nữa là mình chứng minh là bình phương hai vế lên, mình giữ nguyên chiều với làm thước UN bình trừ 4 UN cộng 2, tức là UN bình trừ 5 UN cộng trừ 5 là lớn không, lớn không, tức là UN lớn hơn 5 với mọi UN với mọi nào. Nhưng điều này cũng rất là hiển nhiên theo quy định quy lạc. Đấy. Đầu tiên ta thấy ta chứng minh UN lớn hơn 5 với mọi n lớn bằng 1. Mình hiểu cái tính chất này là 1. Thật vậy, nếu thật vậy ta có U1 U1 bằng 6 này lớn hơn 5 rồi. Đấy, giả sử 1 đúng tới N bằng K, N bằng K này sẽ lớn hơn 1, thì đã sẽ xét UN là UK cộng 1. Đấy, nó sẽ bằng 2 lần cộng căn của UK cộng 4. Và rõ ràng là khi mà UK lớn hơn 5 thì cái UK cộng 1 này sẽ lớn hơn 2 cộng căn của 5 cộng 4, và cái này cũng bằng 5. Đấy, suy ra 1 đúng với mọi n. Khi đó ta sẽ chứng minh có UN cộng 1 nhỏ hơn UN tương đương với việc là căn của UN cộng 4 nhỏ hơn UN trừ 2. Đấy, mà mình biết UN lớn hơn 5 rồi nhưng mình phải được phép bình phương hai vế lên. UN cộng 4 sẽ nhỏ hơn UN bình trừ 4 UN cộng 4. Điều này tương đương với UN nhân UN trừ 5 lớn 0. Cái này mình biết là luôn đúng gì? Luôn đúng với mọi nào. Vậy là dãy UN làm dãy giảm nhưng là bị chặn dưới bởi 5. Mình khẳng định ở đây là dãy UN giảm và bị chặn dưới bởi 5, nên UN có giới hạn hữu hạn. Mình gọi luôn cái giới hạn hữu hạn này là A đi, A nhỏ. Thì mình sẽ làm một động tác là chuyển qua giới hạn. Cái động tác này các bạn sẽ áp dụng với những dãy số mà nó có tính truy hồi, tức là nó có một biểu thức liên quan đến số hạng, hai số hạng đi tiếp nhau. Đấy là UN cộng 1 này bằng 2 cộng với 4 căn của 4 cộng UN, thì chuyển qua giới hạn ta có là thay vào đây, các bạn thay UN cộng 1 và UN vào đây thì các bạn sẽ được là A. A sẽ bằng 2 lần cộng với căn của A cộng 4. Thì thường cái giới hạn này sẽ bằng cái phương trình này mà các bạn vừa phân tích xong. Đấy. Này tương đương với A lớn hơn 2 và A bình trừ 4A cộng 4 bằng A cộng 4. Và giải cái phương trình này ra các bạn sẽ biết là A sẽ bằng 5. Và nên mình kết luận là vậy. Limu là 5. Nên mình kết thúc câu A ở đây. Câu này mình áp dụng cái định lý là nếu mà dãy tăng bị chạm trên hoặc dãy giảm bị chạm dưới này sẽ có dạng hữu hạn. Và câu này thường là câu dễ thôi. Và mình sẽ sang câu B. Câu B là với A lớn bằng 0 chứng minh U nào có giới hạn hữu hạn. Tức là người ta chỉ yêu cầu chứng minh thôi, nhưng ta không bắt mình tìm cái giới hạn này. Thì mình sẽ vẫn áp dụng những định lý của dãy số. Tiếp tục mình sẽ viết lại cái dãy này như sau. U1 bằng U1 bằng 6 và UN cộng 1 bằng 2 cộng với A trên N cộng căn của UN cộng A trên N UN cộng 4. Nếu A bằng 0 theo câu A thì lim UN bằng 5. Còn nếu mà A lớn 0 thì mình sẽ xét như sau. Trường hợp 1 là dãy này luôn tăng. UN cộng 1 dãy lớn hơn UN với mọi n lớn bằng 1. Đấy, dãy này luôn tăng. Thì mình sẽ giả sử phản chứng là giả sử UN không có giới hạn hữu hạn. Thì do dãy này lại tăng mà lại không có dạng hữu hạn thì UN phải tiến ra dương vô cùng. UN bằng dương vô cùng. Mình chia lim của UN cộng 1 trên UN. Đấy, phải bằng 1. Xin lỗi, lim này nó sẽ có một giá trị ở đó, nhưng mà mình sẽ tính cái giá trị lim UN. Mình thay cái lim UN cộng 1 vào cái công thức đằng trên, mình sẽ thôi được là lim của 2 UN cộng với A trên N nhân UN cộng căn của 1 trên UN A trên N nhân UN mà cộng với 4 trên UN bình phương. Tất cả UN đều ở dưới mẫu nên vì thế cái lim này sẽ bằng 0. Do UN tiến đến dương vô cùng. Điều này vô lý vì mình biết UN là một dãy tăng nên lim của nó ít nhất là phải lớn hơn 1 hoặc nó phải bằng dương vô cùng. Mâu thuẫn. Với việc UN là dãy tăng. Thì suy ra phải tồn tại K sao cho UN UK cộng 1 phải nhỏ hơn hoặc bằng UK. Tồn tại UK cộng 1 nhỏ bằng UK. Tiếp theo mình sẽ phân tích tiếp từ giá trị của UK cộng 2 sẽ bằng là 2 cộng A trên N trên K cộng 1 căn của 1 A trên K cộng 1 4. Suy ra UK cộng 2 trừ UK cộng 1 bằng thứ nhất bằng AK cộng 1 trừ AK A trên K cộng với căn của 1 cộng a trên k cộng 1 cộng 1 cộng 4 trừ đi căn của 1 trên a trên k cộng 4. Các bạn thấy đây là ak cộng 1, a trên k cộng 1 sẽ nhỏ hơn ak, còn uk cộng 1 sẽ nhỏ hơn uk, nên cái này sẽ nhỏ hơn 0. Suy ra UK cộng 2 nhỏ hơn UK cộng 1. Đấy, từ đây các bạn thấy là gì? Theo quy nạp thì dễ dàng suy ra UN cộng 1 sẽ nhỏ hơn UN với mọi k, với mọi n lớn hơn hoặc bằng k cộng 1. Từ cái số hạng thực k cộng 1 này trở đi thì là dạng giảm thực sự. Đấy, mà UN giảm và bị chạm dưới. Lần này thì mình không cần dưới bởi bao nhiêu, mình chỉ cần biết là nó chạm dưới bởi 0 thôi. Vì mình rõ ràng thấy là UN là một dãy dương bởi 0, nên UN có giới hạn hữu hạn. Như vậy là mình kết thúc cái 1 ở đây.